những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Học online là giải pháp tối ưu nhằm thích ứng linh hoạt với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, giúp học sinh lĩnh hội đầy đủ tri thức cho đến khi quay trở lại trường học. Hướng dẫn chăm sóc, phòng ngừa dịch COVID-19 đối với trẻ nhỏ chưa được tiêm phòng. Mục gốc trẻ thơ, mời các em cùng làm những chiếc pháo hoa cốc bằng giấy xinh xắn. Thưa quý vị, các bạn và các em thân mến, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường và đặc biệt là vẫn chưa có nguồn vaccine tiêm phòng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, hình thức dạy học trực tuyến hiện nay là giải pháp tối ưu nhằm thích ứng linh hoạt của các nhà trường, qua đó vừa góp phần đảm bảo sức khỏe cho học sinh, vừa đảm bảo tiến độ chương trình, sẵn sàng để các em có thể quay trở lại học trực tiếp ngay khi dịch bệnh được kiểm soát. Cô chào tất cả các con học sinh lớp 4K nhé! Các con đã sẵn sàng vào với tiết học âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay chưa? Cô được biết rằng ở lớp chúng ta có một số bạn là F0. Hôm nay 4 bạn, tình hình sức khỏe của các con thế nào rồi? Bạn Tường Vi thế nào thưa con? Con khỏe không? Rất là tốt. Vậy bạn Hoàng An đâu rồi? Hoàng An ổn chưa con? Cô thấy bạn là Hoàng An. Cô thấy bạn Hoàng An hôm nay rất là khỏe rồi đúng không nào? Bạn lại đẹp trai trở lại rồi đúng không? Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng đến với môn âm nhạc của mình chưa? Từ khi nhà trường cho học sinh tạm thời dừng đến trường, chuyển sang hình thức học tập online để phòng chống dịch COVID-19, thì mỗi một giờ học với cô giáo Phạm Thị Trương Lương ở trường tiểu học Thanh Bình, thành phố Ninh Bình đều bắt đầu bằng việc hỏi thăm sức khỏe của học sinh để có thể nắm bắt kịp thời tình hình của cả lớp, động viên, nhắc nhở các em thực hiện các khuyến cáo 5K tại nhà. Bên cạnh đó, cũng như các giáo viên khác, cô Lương đã đầu tư nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới để tiết học nhạc của mình bằng hình thức online thu hút được sự hứng thú và tích cực tham gia phát biểu bài của học sinh. Dạy học online thì nó vốn đã khó khăn đối với những giáo viên dạy môn văn hóa bình thường. Thì đối với những cái giáo viên dạy môn chuyên biệt như tôi, ví dụ như là môn âm nhạc hay môn mỹ thuật hay là môn thể dục, một cái môn học mà trong một tiết học đòi hỏi rất nhiều những cái sự hoạt động này, các cái hoạt động, các cái sự vận động và đặc biệt là cái sự tương tác trực tiếp giữa giáo viên và học sinh, thì đây quả là một cái thử thách cũng không nhỏ. Thì trước mỗi cái buổi học online thì chúng tôi thường phải chuẩn bị rất nhiều các cái thiết bị. Ví dụ như chúng tôi cần phải chuẩn bị máy tính này hay là phone này hoặc là rất nhiều các cái thiết bị khác. Và chúng tôi còn phải thiết kế bài giảng làm sao cho nó phải thật phù hợp, ngắn gọn, xúc tích và vẫn phải đảm bảo được cái thời lượng và cái chất lượng. Sự háo hức và tiếp thêm năng lượng tích cực cho mỗi bạn nhỏ. Được hòa mình vào những nốt nhạc giải tỏa một phần những bức bối khi hơn 2 tuần nay các em chủ yếu chỉ ở trong nhà. Đã quen với những hình thức học online từ mùa dịch trước nên đa phần các em đã có thể thao tác nhanh gọn với các thiết bị thông minh để học tập. Việc học online với em không khó. Tại vì em đã biết sử dụng các phần mềm cho nên em có thể tự động vào học được. Việc phải dạy học trong tình huống liên tục chuyển đổi trạng thái có những khó khăn, nhưng đồng thời lại là cơ hội để nhà trường, thầy cô giáo áp dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin để có thể nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời khơi dậy tính tích cực, chủ động trong tiếp thu tri thức của học sinh. Nhờ việc sáng tạo, đổi mới trong thiết kế bài giảng online mà mỗi giờ toán của cô giáo Nguyễn Thị Kim Ánh luôn được các bạn học sinh mong chờ với nhiều điều bất ngờ và thú vị. Giờ học với những công thức tính toán khô khan lại trở nên sinh động, dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thì cái vấn đề mà học sinh phát hiện ra những kiến thức mới ấy, rất là tốt. Và cũng nhờ công nghệ mà giáo viên nó truyền đạt được những kiến thức cho học sinh một cách nhanh và hiệu quả. Để tạo hứng thú cho trẻ, ví dụ như là tôi sử dụng cái phần mềm là cho gọi tên ngẫu nhiên của học sinh, cho quay lên chiếc nón kỳ diệu chẳng hạn, thì học sinh cũng rất là hứng thú. Ngoài ra thì tôi có thể là cho học sinh chơi cái trò chơi củng cố là trò chơi quy di đấy, để các em củng cố ôn tập bài, thì các em cũng rất là thích và mong ngóng đến cái trò chơi đó để các em được học. Ngoài ra tôi có thể giao bài cho học sinh trên cái trang OLM hoặc là trên Padlet để tương tác với học sinh qua những cái phần mềm đó. Trong quá trình học online, các em vẫn duy trì được kết nối với thầy cô, bạn bè.
Qua các buổi thảo luận, các trò chơi, cơ động theo nhóm, các em cũng có thể trò chuyện với thầy cô và bạn bè sau giờ học, duy trì được các mối quan hệ xã hội, lạc quan, vui tươi, sức khỏe và tinh thần tốt hơn sẽ góp phần giúp phòng chống dịch COVID-19. Học trực tuyến thì không được nghe cô giảng trực tiếp ở lớp, nhưng mà cô có những cái phương pháp nó rất là hay và cô trong chơi trò chơi nên những bài mới thì em rất là dễ tiếp thu. Với em thì học trực tuyến nó rất là thuận lợi, nhất là với thời điểm dịch bệnh hiện tại thì học trực tuyến giúp em giảm cái hạn chế tiếp xúc, không phải tiếp xúc với nhau ở trường để tăng nguy cơ nhiễm bệnh. Trong cái tình hình dịch bệnh hiện nay thì phụ huynh chúng tôi thì cũng mong muốn là các con được học online nhà. Bởi vì là dịch bệnh hiện giờ là đang rất là phức tạp. Tôi nghĩ rằng các con cũng hoàn toàn có thể học ở nhà mà vẫn nắm bắt được toàn bộ cái chương trình học. Khi học online tại nhà vẫn học theo một lịch trình cụ thể với thời gian biểu học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, khoa học như tại trường. Cụ thể, các em vẫn được học đầy đủ các môn học chính, các hoạt động ngoại khóa, các môn học giáo dục thể chất, nghệ thuật, tiếp thu những kiến thức mới và duy trì sự phát triển liên tục. Nhà trường đã xây dựng cái kế hoạch dài hơi. Có thể là thích ứng rất là linh hoạt với cái tình hình của dịch. Nếu mà dịch ở cấp độ nào thì mình sẽ thực hiện theo đúng cái phương án của cái cấp độ đó. Bởi vì trên cái hình thức là chúng ta đã xây dựng được cái kế hoạch từ dài hơi từ trước rồi. Đấy. Cái thứ hai nữa là ban giám hiệu cũng tổ chức một cái hệ thống để quản lý cái công tác dạy và học trực tuyến ở trên lớp. Một trong những lợi ích khác của việc học online của học sinh tiểu học là phụ huynh có thể đồng hành học cùng con, vừa hỗ trợ trực tiếp, vừa khuyến khích động viên các con trong quá trình học tập. Các em sẽ cảm thấy yên tâm và tự tin hơn, gắn kết tình cảm nhiều hơn, lĩnh hội tốt kiến thức để có thể trở lại trường ngay khi dịch bệnh được đẩy lùi. Thưa quý vị và các em, trước tình hình dịch bệnh gia tăng ca mắc COVID-19 sau kỳ nghỉ Tết, trên địa bàn tỉnh có nhiều trẻ em bị F0. Vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh tại nhà cho trẻ đang là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm. Những trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, đây là những cái nhóm đối tượng mà những cái trẻ em gọi là trong cái độ tuổi rất là hiếu động. Nên là cái việc chúng ta kiểm soát thực hiện 5K ở những cái trẻ em như thế này cũng rất là khó khăn. Bản thân các bạn thì cũng là hiếu động rồi nên là khó có thể là cho các bạn thì có thể là tập trung một trong cái phòng kín trong cái thời gian kéo dài được. Nên là cái việc các bạn có thể là đi giao lưu, đi tập trung, đi chơi ở hàng xóm, bạn bè thì cái thấy đây là một trong những yếu tố nguy cơ có thể là này làm cho bạn đi dễ lây nhiễm COVID-19 hơn. Ngoài ra thì cái lứa tuổi từ 5 đến 12 tuổi thì là một trong là cái trường hợp mà sức đề kháng của các bạn ấy chưa được hoàn thiện như những người lớn. Nên là khả năng nhiễm COVID-19 rất là cao. Ngoài ra đây là cái nhóm đối tượng mà chúng ta chưa thực hiện tiêm phòng vaccine COVID-19. Thế nên là cái nguy cơ mà mắc COVID-19 cũng sẽ tăng lên rất là cao. Những cái trẻ em tầm 5 đến 12 tuổi nói riêng và cụ thể là những trẻ em nói chung thì trong cái mùa dịch này thì chúng ta phải hết sức quan tâm cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cho các bạn tại nhà, đặc biệt là vấn đề về dinh dưỡng. Cái thứ hai là vấn đề sử dụng các biện pháp phòng chống dịch cơ bản. Ví dụ như là động viên các bạn có thể là đeo khẩu trang. Thứ hai là sát khuẩn tay khi mà các bạn đi phải đi ra ngoài chơi hoặc là sử dụng các biện pháp khử khuẩn môi trường sống của các bạn như là đồ chơi, vật dụng, trang thiết bị thiết yếu để cho các bạn làm hạn chế bớt được cái nguy cơ mà các bạn có thể lây nhiễm COVID-19 từ bên ngoài. Cái vấn đề chăm sóc dinh dưỡng cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Bản thân các bạn là cái lứa tuổi đang phát triển nên là cái nhu cầu dinh dưỡng của các bạn rất là lớn. Đồng thời vào cái vấn đề mùa dịch mà cái điều kiện sinh hoạt vận động của các trẻ ở ngoài trời thì nó cũng hạn chế nên là cái việc mà chăm sóc dinh dưỡng tại nhà thì nó đóng vai trò rất là quan trọng. Nên là các bố mẹ thì hết sức phải quan tâm đến cái lứa tuổi như thế này để chúng ta có thể làm sao mà tăng cường cái vấn đề dinh dưỡng lên cho các bạn để cho các bạn có một cái sức đề kháng tốt nhất để có thể là phòng chống được cái dịch bệnh. Dinh dưỡng thì chúng ta phải nâng cao vấn đề thể trạng cho các bạn ấy. Đặc biệt là vấn đề là chúng ta tăng cường cung cấp các thực phẩm có chứa nhiều vitamin, đặc biệt là các nhóm vitamin nhóm C có nguồn gốc từ các loại trái cây, thực phẩm tươi, thịt, rau củ, trái cây tươi thì cũng là một trong những cái nguồn thực phẩm mà cung cấp rất nhiều vitamin để giúp cho các bạn tăng cường sức đề kháng một cách tốt nhất. Trong cái vấn đề mùa dịch thì cái việc mà các bạn có vận động ngoài trời cũng như là cái vận động thể dục thể thao ở ngoài trời cũng rất là hạn chế. Nên là các bố mẹ cũng phải có một cái kế hoạch
Tại vì là các bạn ấy thời gian cách ly ở nhà cũng tương đối là lâu. Thì thứ hai nữa là cái vấn đề học trực tiếp ở trường cũng bị hạn chế. Hiện tại bây giờ thì ở trong tỉnh Ninh Bình cũng rất là nhiều những cái trường học thì đang hiện tại đang tổ chức học online, nên cái việc là vận động các bạn cũng bị hạn chế, nên chúng ta phải có một kế hoạch giúp cho các bạn ấy có những cái môn thể thao tại nhà, vui chơi lành mạnh để cho các bạn ấy có một cái sức khỏe tốt nhất. Xin chào tất cả các em nhỏ yêu quý. Thật là vui vì chúng ta lại được gặp lại nhau trong một góc trẻ thơ. Và tiếp tục series làm các món đồ thủ công từ cốc giấy thì ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn các em làm một ống pháo giấy từ hai chiếc cốc giấy này nhé. Với hai chiếc cốc giấy này thì chị sẽ khoét ở phần đáy và trang trí lên. Tuy nhiên thì chị sẽ trang trí một cốc thôi vì cốc còn lại sẽ được lồng ở bên trong các em nhé. Khi khoét đáy các em nhớ cẩn thận nhé. Trong khi chờ màu khô thì chị sẽ cắt các đoạn từ miệng cốc cho chiếc còn lại. Uốn cong và trang trí thêm một chút. Các em có thấy giống bông hoa không nè? Làm tương tự với cốc còn lại nhé! Cố định hai cốc giấy với nhau rồi lồng bóng bay ở phần đáy như thế này. Cắt các tua giấy nhỏ rồi đặt vào bên trong lòng cốc. Và chúng ta đã hoàn thành sản phẩm của ngày hôm nay rồi. Một ống pháo giấy rất là xinh đẹp và đặc biệt an toàn đấy các em ạ. Chúng ta có thể sử dụng nó trong các bữa tiệc sinh nhật nhé. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình tiếp theo.